Ôi, nó nằm trong bẫy mà thấy ghê không? Thở ghê vậy? Thở nghe thấy nóng lạnh luôn á. Ủa? Nó thộn dí. Con này dữ lắm á. Bắt con này mà con này. Con này thở nghe thấy ghê quá. Ê, ê. Con gì vậy? Ê, sát anh ơi. Hai chồng đang ở khu vực của Tầm Du. Xin chào cả nhà. Mà tiếp tục đi hành trình thăm mấy rắn. Em chào cả nhà. Nãy mới thăm hai cái kia. Hai cái đầu tiên mất tiêu. Hay thiệt. Cái luồng này quay khắp tới hoa, tới bảy em quay. Mất tiêu. Không có quay luôn, rồi cái này mất luôn. Mất rồi. Được. Mất luôn. Cái luồng mất hay ghê luôn á. Bà gái. Đây. Mất rồi. Quay thấp cái này tới bảy em quay. Đây còn đây, sáng giờ mất 4 cái rồi. Đây phải không? Cái này không? Đây biết. 4 cái rồi. Rồi mất luôn. Cái này mất rồi. Đâu coi. Ôi sao cây vậy? Mất đó nguyên luồng luôn rồi, 5 cái. Nãy chưa thăm được cái gì luôn. 5 cái bẫy rồi. Chào cả nhà. Chào lại cho hên nha. Em chào cả nhà. Mất quá trời mất luôn. Sáng giờ đi 6 cái, thăm được có 1 cái à. Còn 5 cái mất tiêu. 5 cái luồng 6 cái mà mất hết 5 cái rồi. Quá trời mất. Anh cũng làm nghề, anh biết cảm giác mất bẫy. Anh lấy của người khác. Đâu quên em. Anh đặt đâu anh quên luôn rồi. Biết trên cầu. Đây nè. Không có, đặt đây nè. Ui. Ủa, không phải. Ủa, đâu ta. Đây nè em. Đặt lên quên luôn rồi. Đây. Dính luôn nè. Hình quá, gỡ lại. Hình gì? Người kìa. Bắt cái đi. Bắt mở màn cái đi. Sáng giờ xui quá trời, hình ba. Này đồng nghiệp lấy như dân đâu ai lấy. Lấy từng cái này. Bắt sáng giờ hai chồng em mất đi thăm 6 cái. Mất 5 cái. Đồng nghiệp coi, đồng nghiệp lấy. Hết nói luôn. Này đồng nghiệp không chứ không có dân đâu. Cái luồng này không, cái luồng này là đó giờ mất ghê lắm. Cái luồng mất quá trời mất. Anh cũng làm nghề, cũng biết cảm giác mắc bẫy, anh lấy người khác. Hết nói luôn, lại mấy anh luôn. Lấy em quỳ vô lại chứ. Thiệt hại quá, thiệt hại. Mới sáng mở màn mất 5 cái rồi. Đi xa thì xa vô. Mệt muốn đứt thở luôn mất. Con đầu tiên. Con đầu tiên. Thì dòng lần này trúng đắng chứ không trúng đắng là Sukana luôn đó nha. Này chắc thất thù quá em ơi. Mà cái xua cà na quá, dính mấy con dọn. Từ bự về làm ấm thật cái. Ui, biết ngành. Bự không? Trời, con chuột luôn. Hành ba. Đâu? Được con hành ba, ngon lành. Đi. Muốn dính dọn bự rồi về. Đặt lại chứ. Vì làm ấm thật rồi. Mai nấu ấm thật ăn ha em. Mày làm thật ăn. Mất bậy xui quá, làm thật xả xui rồi. Ha. Phải thèm ăn nó đại đi, làm thật xả xui. Xả xui rồi, xui quá. Rồi, bật răng luôn. Con còn không ta? Còn hai con. Con mới hết rồi nè. Phải không? Con còn hả? Con mới hết á. Trời, hai con ba. Hai con hành ba,
có dính là được rồi, không có dính là mắc bẫy nữa. Rồi. Có hành ba. Vô này có hai cái. Phun cái đầu tiên. Rồi con hành ba. Đi kia. Bạn con ngựa bự bự kìa. 1 ký. Nè. Rồi mất đó, còn hơn. Có không? Ăn gì vậy? Hành ba nữa. Trời ba. Đã dính được rồi, dính mừng nè. Có hành ba. Ngon lành. Bà con bự hồi nãy cho hành ba không à. Con khủng khủng luôn. Lạ lạ, có ngựa, có vợ anh luôn. Tới luôn. Rồi, đi tới luôn. Đi, đây nè. Chung vô. Bên đây nè. Thấy không? Có gì không? Hả? Nặng thì có chứ gì? Họ hành. Hành lọc da. Ừ, rồi. Đó hành gì á? Đây. Bự nè. Nó dính đâu. Đây. Chỗ mấy chỗ này là mới nhát không? Rồi trống gì vậy? Gì vậy? Đây có bao nhiêu? Bự không? Hành này nó hành ba. Bao nha. Bữa nay hành ba. Ờ, hành ba không. Ừ. Có con mấy nãy đang gắn hình gì á. Ừ. Rồi, đi, đi, đi sơ gì đi. Nó gì không mất đâu. Mất rồi chứ sao không mất à? Mất. Ừ. Thầm cái này xong bắt. Mấy răng này giờ dính ra luôn. Bây giờ chưa có bắt nữa. Rồi ổi nè em. Trời ổi. Không chín đâu. Chua chát. Chua chát. Hui. Đâu rồi? Ui, rồi mất tiêu rồi nè. Nè có gì không? Ui rồi, trời con chuột dữ thiệt. Rồi đi ra bắt mấy răng ra luôn. Bắt rắn ra luôn. Đây. Nãy giờ dính 4-5 con rồi, chưa bắt nữa. Cái lo chuột hồi nãy tầm không có. Đây. Nãy dính. Ba hành ba không à? Ba không hành ba. Có hành gì á? Nên hành ba nhiều. Đây nữa. Trong đây là chạy qua bên con trụ. Này còn hai, đây còn hai cái nữa hết rồi. Ờ, cái luồng bẫy này mắc 7 cái nữa cả nhà. 7 cái. Có hầm mấy cái mắc 7 cái. Kinh khủng thiệt. Thế thôi mình xong rồi chạy qua bên con trụ. Hai luồng giờ mất riết vòng rồi còn được luồng. Luồng giờ bị mất nữa. Giờ cũng bị mất nữa. Kinh khủng.
ba à, ba không có dính là mừng rồi. Dính là được rồi. Ba còn tập. Ba không à, hành má đã mất tiêu rồi. Ba vô rải cái luồng này được được mấy hành ba qua luồng kia không biết sao luồng kia được mấy hành nhất này nhìn anh. Nó vừa nhì không sắp được đâu sắp lột da nó bò chầm rì à không lanh lại hết. Ba không à. Nó cũng ba bự á. Xịn. Ba không à. Rồi, trời ơi, nãy giờ. Nãy giờ ký mấy hình ba. Hai chồng này chạy nãy giờ. Cái con vậy. Chạy giờ mới tới. Thằng trụ đây. Cái này chiến rồi đây khu vực này 4 cái chiến rồi bỏ luôn có người làm mộ không có thăm được hả nữa ba nữa nè thằng ba ai dạ, trời ơi. Cái này chiên rồi bỏ luôn 4 cái bỏ luôn với lại cái nào vậy thăm hai cử không dính đây vô rút qua luôn đi cái hình trước thì dính cái này nó không dính đây nè ừ. Rồi còn không đặt cây ta ly dây điện đó điện xong đèn thanh long dạch đây thôi dạch này ra còn không ở hơn còn mừng hơn vậy phải còn mừng ta chặt đi đường dây điện nè dạ mấy con giả ơi ơi ngẫu ngẫu sao ôi ngẫu đậu còn lại đi 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 ôi. Cái gì đặt hoài không chính đi ra còn ghi hai cái nữa em đặt hoài luôn không dính ở lâu thay lột da luôn em ơi hả? Ừ ôi dính từng rồi nó vô mình không đi thăm lột da luôn nè một lớp da luôn đi nó vô rồi, rồi, rồi người ta làm mộ rồi nè mộ đen đen đó không thăm được bỏ luôn. Nửa tháng này đứa này nè này đứa đây đi cặp mộ đó cặp vô ừ không đó. Ê, nữa ơi hai con luôn rồi con kia giờ em còn rung giờ con này nó xỉu trời tự nhiên làm hai con luôn ngon lành đi cái nữa đi đứng đó đi tham gia rồi dính luôn
dính luôn. Hành lật lại. Ôi, hai con lắm. Hả? Hai con hả? Thấy không? Ừ. Thì con sắp đây. Ngon vậy. Vừa tháng mới vô. Ôi, em giấu con kia lên, con vô giờ gặp con này nữa. Tự nhiên muốn mệt luôn. Vô kèo, khỏe quá. Mắc bẫy được gì cũng đỡ. Ngon lành. Hên. Cái này chứ rồi dính ngựa hay dọn quên em. Khui. Chè, có gì đâu. Trời ơi, con dọn nó trộn dí á. Đừng con sáp. Tưởng sáp nữa chứ. Nó đem lùi. Lạnh con. Bự chứ nửa ký chứ bộ. Ờ thì nửa ký á. Nó trộn con dí á. Ờ cái đầu nó cày nó vô lâu rồi. Luồn này bỏ lâu rồi. Nửa tháng mà. Luồn này bỏ lâu rồi, dính thấy mê trời. Đó. Nửa tháng đó. Ngon lành, đặt lại luôn. Mai ở nhà làm ăn thật ăn. Có người bự, còn người bự ở nhà gì. Và nãy mới dính á. Rắc thêm miệng con hành, hai con hành nữa. Lẩu hả? Nó lẩu, nướng. Nướng lẩu hả? Ừ. Nướng. Còn không? À. Còn là được không? À. Trời. Ghê. Có gì đâu. Thôi chứ sao đi. Chứ sao là phải dính á. Mặt mình răng nãy giờ. Thầm nãy giờ thầm. Quá trời rồi. Chưa bắt. Đại ca. Con này. Đại ca. Con này thầm nó dính đầu tiên nè. Này cũng đại ca nè. Hàng đại ca nè. Này con thứ hai nè. Hai con chung chỗ à. Chung một gò à. Cái này neo lâu lắm nó mới dính. Neo lâu mới dính nè. Này giờ nè. Giờ nó mới dính thì. Này chuột. Ủa chuột hả? Đâu đó. Đây, sáng giờ hai chồng em đi như đây. Này đi bên Tầm Du nè. Được như đây. Giờ chạy qua bên Tân Trụ được như đây. Thấy hai dính hai con này là thấy khỏe hả cả nhà? Gọi là mấy bảy mất. Bảy cái chưa Tầm Du, sao? Bên Tầm Du mất bảy cái bảy được có chừng 2 kg rắn không tới nữa. Không tới đâu, ký mấy? 2 kg rắn 3. Kỹ lại coi có lộn kèo không? Này hai con hả anh? Hai con hả? Nè. Chỗ gọi nãy nè. Để đó xuống đi. Tiêu làm thịt. Đó, họ bà không. Vô. Bò gì mai làm món nè. Để xuống. Tự bò ra gì. Nó. Vậy đứt ra thấy cái hả? Chuẩn bị phóng á. Mai gì làm món. Ủa cái đuôi nó quất cả anh. Cái đuôi nó anh. Đuôi ngộ hả? Kìa. À. Anh chừng lên đường nó quất á. Nè. Nửa ký. Về hầm. Đó, vô mày hầm chung ngựa. Mai sáng làm cái trưa mình ăn, mình ăn với cơm. Nấu cơm ăn luôn hả? Ừ.
rồi buông đầu ra đó, có gì đâu sao không? Dạ đồ này để lâu nên cũng dính ngay cái này ngon nhất là hàng hổ ăn đến bột đó. Đây ra xe cái máy. Có. Ủa, sắp vàng hả anh? Sắp vàng. Thì đóng phân luôn. Ghê. Con này nữa. Con này vô từng rồi luôn. Con này lọc da hả? Rồi, con này lộn đóng da luôn. Con này cũng vô từng rồi luôn, hai con vô từng rồi ráo thầm. Sao cỡ sao giống quá anh? Con này bự hơn. Thầm không được. Mà cũng sắp vàng luôn phải không? Ừ. Trời ơi, hai con này. Ủa, hai con giống như trang luôn. Ghê vậy. Khó hả? Ừ. Trời ơi. Thôi. Trời ơi, này được hai con này cả nhà. Em dơ xa xa nè. Xa xa, đừng lấy gần. Rồi. Ôi, nó giống như trang quá. Có khi nào cặp không? Thì chung chỗ đó. Thì chung chỗ nhưng mà có khi nào hai con này nó ăn cặp không? Ai biết. Thế là trời. Con này nó mập nè. Con này bự hơn chút xíu. Rồi, vô, máy này tắt nha. Vô lâu nó lột da luôn. Rồi, vô lột da luôn. Em cầm máy cho. Này, con hổ độc sắp vàng hả anh? Sắp vàng hả? Đúng. Hai con giống y hệt. Hai con một tổ luôn. Hai con một gò, con cái hả? Ừ. Vậy để chung được không? Chặt không? Chặt không? Đó, đó. Ủa nó phụng máng kìa. Hả? Nó phụng máng kìa. Đó, đó. Ủa, nó phụng máng lên nè cái này. Con này nó hiền nè. Con này nó dữ nè. Anh đừng chọc nó anh ơi. Ủa, con này nó phụng máng dữ. Nó nó. Ủa cái màng của nó đẹp. Ủa cái mặt trăng nó đẹp ghê anh. Con nhỏ trước đi. Con này ngâm rượu đẹp nè. Ừ. Con hiền trước đi. Ủa hai con nào cũng mập luôn á. Con này như chắc nó bự hơn con đó anh. Con này bự nè. Ừ con này bự hơn nè. Con này chắc nó hiền. Con này nó khè. Mới thấy. Ủa cái mang của nó nè đã chưa. Con này lần đầu dính được hai con. Hồi đó giờ đi dính được con không à. Nhiều khi con nhỏ nữa. Nay hai con này trọng. Mà đó, mà con đất con tình. Hôm qua hai chồng em đi cũng được con hổ đất trên Tân Phước. Hai lần mấy ba lần em thù lùa luôn. Hôm nay dính được hai con này nó im vô kẹo thơm. Nó kỳ kỹ ha anh, mốt về làm cái trận đi. Đưa ra nè hổ độc, con hổ độc. Đó đó, đó. Bắt con này mà con này. Ai ghẹo. Bắt con kia mà con này làm thấy ghê vậy đó. Nó đọc có con hiền con dữ đó nha. Có con này dữ nè. Nó khè. Có con không có khè. Đó, nó sắp ra. Đó, ra rồi anh. Đậu vô tới đó kìa. Vô con. Con mẹ thở nghe thấy ghê quá. Ghê quá hả? Cái mặt trăng của nó nhìn đẹp lắm anh. Ừ, con nó ngâm rượu đẹp lắm. Con này ngâm rượu nó phụng mang lên nhìn đẹp lắm nè. Cái mang nó còn bự nữa. Đó, nó phụng kìa.
tại nó không có dương cao lên, nó dương cao lên là nó bự nữa. Ê, nó nằm trong bẫy mà thấy ghê không? Thở ghê vậy. Thở nghe thấy nóng lạnh luôn á. Ủa? Có bọn vậy đó. Xa xa ra, em ngồi xa lắm nha, nhà em có bọn gần. Tại em đi cái máy gần thôi. Con này dữ lắm á. Con này vô lâu rồi lúa còn nguyên luôn. Mình cái động nó đó. Nó thọng dí. Thọng dí. Chặn lại để con kia ra. Đi bán đi. Thì chừng con này quay lại nó lại lắm á. Đi ra. Anh làm thấy ghê gì chứ. Hai con được 1 ký mấy luôn á. Máy nóng quá hết pin rồi. Máy nóng mà tắt luôn à. Mới găng lại. Ôi hai con nặng luôn á. Quá đã cần thử. Ôi hai con ký máy nặng. Cần luôn nè. Mày nặng lắm cả nhà. Vô. Dám được 2 ký lắm luôn á. 2 ký á. Gỡ lại mấy con mắt. Sáng giờ mất 7 giờ dính được 2 con này thấy khỏe rồi. Nhiêu? Ơi không tới 2 ký, 1 ký 1 ký rưỡi, 1 ký 6. Ký 8. Ký 8. Ký 8 50. Dọc còn ký 8. Trời ơi. Ê, cái này. Cái này lạng. Lạng. Ký 7. Ký 7. Rồi gì cũng ngon rồi. Con nhỏ. Cũng bự. Ừ nó vô nó lột một mớ da không đây luôn. Ghê chứ, vô lâu rồi. Ở đâu à? Đâu em? Đây. Chờ. Nó. Gỡ lại. Nghĩ ra tới ngoài luôn. Quá đó lại cái bẫy mất đi được mòn dưới ta rồi có hiện tượng đây còn được mất chưa rất mất ý con hành được hành ba nữa còn chuột còn chuột luôn hả còn chuột luôn nè gọi đi tính sao răng mại dính ra hành ba không à đi cũng được chứ mà đi hành nhỏ nhỏ hành ba toàn tập luôn nó thấy không đi vậy không á cả vậy toàn tập luôn nó ra. Rồi. Chấp. Lẹ lắm còn đâu 7-8 cái gì nữa mới hết chắc được cũng được 3 ký hành ba vô này dính nè chiếc gọi này chiếc rồi không có dính vào hả à nhưng mà chuột xỉu cái này dính nè cái thằng khủng luôn á không còn mà
rồi có rồi nhập lép luôn, còn còn không. Ê, ê. Ủa gì vậy? Ê sáp anh ơi. Gì vậy? Thấy không? Ê sáp nữa. Có nè, trời đất ơi. Ủa sáp nữa. Ôi. Ủa sáp nữa nè. Sáp hoài vậy? Ủa con này bóng lưỡng. Con này bóng lưỡng luôn. Cầm lại đi cho nó. Ờ con hũ sáp. Trời ơi. Ôi con này nó bự hơn con mình hôm qua đi Tân Phước. Ừ, hai con này ngâm chung được á. Ờ, ê con này bóng lưỡng luôn nè anh. Nó mới chát luôn á. Vậy hai con ngâm chung. Sáp hoài luôn trời. Rồi, ủa bữa nay được ba ăn sáp đạt kỷ lực luôn cả nhà. Đạt kỷ lực luôn. Rồi con này bóng lưỡng luôn. Dài thòn luôn. Con này mới vô cái tay ngay đầu nó kìa. Nhầm gì. Rồi đặt đây. Dài thòn luôn á. Đặt bẫy nào. Bẫy ở đó. Bẫy kia đi. Ừ. Rồi bẫy đó đi. Bẫy nhỏ đi. Ừ. Đựng túi lưới này đi. Hả? Đựng túi lưới này đi. Bây giờ có ghê có lưới rồi bắt. Rồi ơi. Vuông con nữa nè. Kỷ lực. Ba đạt con. Kỷ lực luôn đó, giờ mới trúng được ba con luôn á nha. Ba con vô một chỗ, mình vô một ngày chứ quên. Không mà chỗ này thấy nguy hiểm quá. Tại hai con bự kia hai chồng em dính trên gò. Nó gò người ta ít vô. Cái này là cái bờ cái vuông. Cái này là cái vuông người ta trồng mít á. Vuông trồng mít nè. Ủa vuông người ta trồng mít mà hổ đậm mít nó ở, người ta đi làm thấy nguy hiểm á. Nhiều quá, đây em bắt nha. Em bắt cho. Nè, ừ. Đây. Ừ liền à, muốn có gì mới á. Liền. bắt gì đâu đây nè. bớt thể hiện bớt về làm cái cản đi dính hổ độc cũng đỡ rộng. Hai con bự rồi giờ lấy túi nhỏ này nhỏ con nhỏ, con này nhỏ không có để chung con bự nó luồn xuống. Đây mua rắn bán nè, giờ đựng rắn hổ luôn. Rồi đạt cái lực đó, giờ đi mà em mới thấy dính được ba con luôn á. Hai con kia ngon lắm, hai con kia bự, có con này nó hơi nhỏ. Con này nó cũng hiền. Nhỏ dài quá. Ủa cái đít nó bự gì vậy? Ừ. Nhìn giờ thon luôn á, con này chắc đực quá. Nó dài là nó bự lên là nó bự lắm luôn á. Lớn lên là nó bự lắm á. Nó chừng cái đầu nó đó, ai tan kìa. Kìa, nhùi á. Giờ lấy con dây. Dây con thun hả? Con dây á, cái cột lại đây. Làm lớp nữa coi. Mỏng quá luôn. Hả? Ừ. Lớp nữa. Mình không phải cao thủ bắt rắn độc, mình phải cẩn thận. Bốt về là phải cản nữa, là phải cản chặn đây nè, chặn ngay đây. Con rắn nằm trong đây, mình thỏa tay hôm lên mình chặn, mình lấy cái hôm an toàn hơn. Thường là ngày dính con, bữa nào hên lắm chứ đừng con. Ngày dính được ba con. Ồ, nay ghê thì chứ. Đó, lớp nữa thôi. Cho chắc ăn. Chỗ này thấy nguy hiểm quá. Vậy mốt còn dính nữa đó. Còn chứ. Có là còn hoài luôn á. Còn con bự con nhỏ còn nhiều lắm á chứ. Thường bày của nó là nó đẻ đâu. Ổ là mười mấy trứng phải không? Ừ. Tất nhiên con mẹ con cha nó chị. Mười mấy con. Ủa trời ơi. Sao? Cu te. Ê vô ị. Rồi tết qua đây em. Qua đây mát nè. Qua đây rộng nè. Lực luôn. Cái lực ba con hổ đất. Ba con sáp chưa? Con hổ ra hổ sáp độc. Cắm này đó. Vô. 3 kg gì? Cái này 3 không à? 2 kg 8. Không được 3 kg nữa. Không, 2 kg 8 à. Ok, như đây cũng được rồi. 2 kg 8. Con này nữa, hai con này nó chất lượng. Con này lấy cân rồi. Rồi nhiêu? Ký 8. Ghi 8 năm chục, còn ghi 8. Còn lo. Con này, này lưới có bao nhiêu á? Con này 4 lạng. Dữ vậy? Ừ. Con nặng vậy? Con này vậy, con này còn 3 lạng. Lưới đâu có lạng. Lưới 3 lạng rưỡi. Lưới 50 qua à? Ừ. 3 lạng rưỡi. Vậy rồi. Là cộng là nhiêu? 2 ký 8 với 1 ký 7. Này 2 ký đi.
2 ký 2 ký 8 3 ký 8. Hết luôn 3 ký 8. Sao 3 ký 8? Con này 2 ký 8. Ừ. Cái này 1 ký 8 thôi rồi. Ký 8 thôi rồi. Con này 2 ký. Nè. Rồi. 2 ký. 2 ký 4 ký 8. Quên. 4 ký 8. Lộn. 4 ký 8. Đến 4 ký 8. Đến 3 ký 8 em chẳng cãi. Sorry. Đúng không cả nhà? Em đúng quá. Em chào tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Ngày mai không có thăm bẫy mà là ẩm thực. Nhà nấu 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 đậu ăn. Thèm 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 lắm. Rồi, tạm biệt cả nhà.